Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang và Bảo hiểm xã hội huyện vừa tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023. Tại buổi lễ, hai đơn vị thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 với các nội dung trọng tâm như phối hợp xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, tổ chức truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sử dụng ứng dụng vssid, kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của đảng và nhà nước thông qua các hoạt động tăng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những năm tiếp theo. Trên cơ sở kế hoạch được ký kết, hai bên xây dựng chương trình kế hoạch hàng quý phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc ký kết phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Bảo hiểm xã hội huyện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật đồng thời tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tích cực hỗ trợ kinh phí thông qua các hoạt động tặng thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội cho người dân và học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện